Tiếp theo là Konami Lookman rất là đẹp nha, nhìn nhìn thôi đã thích rồi, ấn tượng. Thì cùng nói rõ với em là cái vỏ này thì khối về khối có làm đẹp lại nha, làm đẹp lại. Nhưng mà vỏ zin, nó vẫn là zin nhưng mà mình về làm đẹp lại, làm đẹp theo cái mẫu của hãng là piano ha, mẫu piano. Rồi. Ok, bây giờ thì khối sẽ tháo Konami ra nha để anh em xem cái phần bên trong nha. Đây anh em xem luôn ha. Rồi đã xin phép anh em là bưng xuống đi ha để cho nó tiện nha. Hơi sát một tí nha. Ok, và lấy ra bình thường không sao hết, mình lấy ra đều thì nó sẽ ra anh em nhé. Okay. Rồi nó hơi bị cấn à, mình lấy ra nó không đều nè, lấy ra không đều nên nó hơi bị cấn tí nha. Rồi ok, ra rồi ha. Thì con này còn rất là đẹp anh em nha, đây anh em nhìn là bên trong rất đẹp ha. Được thiết kế là bốn con sò sắt lớn ha, bốn sò sắt. Đây là tàu này, đây là nguồn này, nguồn Lookman này, có chữ L của Lookman này. Trên này là hai cái bo nha. Đây, sử dụng các cái tàu của hàng Nippon anh em, tàu của hàng Nippon. Ok. Đây nè, đây là con ông này còn khá đẹp mắt nha, rất tuyệt vời. Những con ông đi cổ mà đẹp như thế này thì cũng trên thị trường cũng không có nhiều anh em. Rất là hiếm nha. Rồi ok, vậy thì Khôi giới thiệu xong cái phần cơ bản của cái bộ gác hôm nay. Thì Konami này giá cũng rất là tốt. Trên thị trường thì cũng đang bán ngoài 7 triệu, ngoài 7 triệu cho Konami này. Nhưng mà anh em mua chung cái bộ này, Khôi bán Konami 6 triệu rưỡi và cộng là 5 triệu rưỡi, toàn bộ là 12 triệu anh em ha. Toàn bộ này là 12 triệu. Anh em quan tâm món nào thì liên hệ với Khôi nha. Con Konami này rất là hay, dòng L thì khá hay rồi anh em. Thì bây giờ Khôi sẽ test chất âm nha. Thì ok, bây giờ đợi Khôi lắp vào anh em nha. Để Khôi trong dây lát rồi để Khôi bỏ con Konami vào này nha. Thì tốt nhất là anh em dừng nó lên. Thì anh em để một cái miếng vải lót ở dưới nha, dưới cái nền. Nhà Khôi nó có sẵn cái thảm. Còn anh em có thì anh em về mà muốn tháo á thì anh em bỏ một dưới cái nền nha, để nó đảm bảo là không bị chày cái vỏ. Ui da. Rồi ok, nói chung là mình phải để cân bằng nha anh em, cân bằng. Rồi ok nha, bây giờ Khôi sẽ test con 5 ly. Trong thời gian này thì anh em đợi Khôi chút xíu nha, Khôi lắp cái dàn vào. Em thông cảm nhé, tại có một mình nè nên cái khâu chuẩn bị nó hơi hơi ấy tí nha, hơi buồn vàng tí và nó mất thời gian tí. Rồi đến những cái khúc này thì anh em có thể kéo qua nhé, anh em tua qua để khỏi mất thời gian nhé. Rồi ok nha. Bây giờ chưa anh em ha, còn là thiếu tín hiệu nữa.
đây, xin mời anh em cùng nghe. Đây là cái bộ ghép ngày hôm nay. Cái này là mình đang đứng cái A nha anh em. Là bị dơ này. Thì Khôi xin hướng dẫn với anh em là những cái con âm ly nó bị dơ á thì anh em mua cái chai X5 này nha. Anh em về vệ sinh các cái chiếc áp nha, đừng có xịt R77 nha. Rồi. Đây anh em cứ xịt thẳng vào những cái này nha. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay. Đặc biệt là cái con lúc man này chỉnh từng kênh một anh em, left right này và dưới là chỉ từng số anh em nhé. Bên này là bass, bên này à, bên này jack này, nhưng mà chỉ từng kênh một rất là hay. Quê cũ khi bao tình tôi mến đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhìn. Mình đang nhìn chép này. Ta dốc vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nghe xin quên đi ngày đã qua. Từ khi vào lính rồi lạnh xa cuộc vui ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió. Lời đầu ta dốc vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nghe xin quên đi ngày đã. Rồi clip của Khôi tới đây kết thúc. Tại vì mình quay cái thời gian để giới thiệu nó sản phẩm nó quá nhiều nên anh em thông cảm. Khôi xin được báo giá lại là cả bộ này là 12 triệu, loa thì 5 triệu rưỡi và âm ly thì 6 triệu rưỡi. Giá quá tốt cho mùa cuối năm. Anh em nhanh tay sở hữu, chọn cho mình một bộ nha để về chơi Tết. Xin chào và hẹn gặp lại.